Nam mô Bổn Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sa Ngài ạ. Dạ, kính lễ Sư Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài cõi, vẫn đọc lại cái Bali của tuần trước. Sau khi đọc Bali xong, chúng ta đi vào bài học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Tấn Tắc. Arahang sama sambutu bhagava buddhang bhagavantang akhivade me swakato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbadibbano bhagavato savakasangho sanghang namami sama sambuddhamatulang sasattham magandottamang con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy Nhất, Nam mô Tham Ma Nhất, Nam mô Sa Ngài Nhất. Rồi xin mời cô Như Quỳnh post bài rồi mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc Bali nha. Và xin nhận biết lại cho quý vị. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ngài Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Phu mí cõi tát thá á bà giá phù mi ca ma su ga ti phù mi ru ba quá cha ra phù mi a ru ba quá cha ra phù mi cha ti cha tát so phù mi yo na ma ta su ni ra yo ti ra cha na yo ni bé ti quý sa yo. Dạ, như vậy là nãy giờ đạo tràng không có nghe được âm thanh của ta. Dạ, bây giờ xin cảm ơn quý vị cho biết đã nghe lại được rồi. Dạ, vậy mới ta đọc lại. Nó rất mịt. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Ủa, lại không nghe nữa à? Manusa cha tâm ma ha ra chi ca ta quá tinh xa ya ma tu si ta niệm ma na ra ti ba ra niệm mi ta quá xa quá ti cha ti ca ma su ga ti phù mi sát
ta quý thà hồ ti. Xà ba nà dằng ê cà đá xá quý thà bí cà mà quá chá rá phù mít chề quá sẵn khẳng gắt chá ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bãi là cảnh giới, cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đạt thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ vậy con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trinh Đức. Con xin kính đảnh lễ quý chương, xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính đảnh lễ thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin vào đọc bài ngày hôm nay. Phù mí cõi táp thá á phà giá phù mí cà má xú giá tí phù mí rù phà vá chá rá phù mí á rù phà vá chá rá phù mí cà tí chá táp xô phù mí vô nà má tà xú mí rá vô tí rách chà má vô ní thép tí ví xá vô á xú rá cà vô chà tí á thà giá phù mí chá túc bí thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàng xanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula, Manusa, Chà Tùng, Mahara, Chí Ca, Tà Vá Tinh Sa, Già Mà, Tu Thí Ta, Nìm Mà, Nhà Vá Tí, Phá Vá Nìm, Ní Tá Vá, Tá Phát Tì Chà Tí, Cà Má Sú Gá Tí, Phù Mí, Sát Tá Ví Thà Hồ Thí, Sà Phá Ràn Chăng, Ê Cà, Đá Sá Ví Thà Thí, Cà Mà, Vá Chá Vá, Phù Mí Chề Vá, Sằng Sằng, Chá Tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đố xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con xin kính mời vị quý tiên kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Alo, dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào thầy kinh, kính con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi ta tha a pa ya phù mi ca ma su ga ti phù mi ru pa wa cha ra phù mi a ru pa wa cha ra phù mi cha ti cha ta so phù mi yo na ma ta su ni ra yo ti ra cha na yo ni pe ti wi sa yo asura ka yo cha ti a pa ya phù mi cha tu bi thà hồ tị. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàng xanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tùm ma hà ra chi ca ta qua tìm xà già mà
Tusita niệm mà Narati para niệm Mitawasawati cha ti ca Masugati phù Misat Tawita hồ ti sa pa na yam e ca Tawita bi ca mà Wachara phù Mik chế sằng khầm gách chát tị. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài. Kính mời vị quý kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Xích Kim Nhung. Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Cảm ơn chị Meta, cảm ơn Xích Kim Nhung cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh Giang Nhất Hà có đọc bài được không? Quý vị Đạo Thanh Hoàng. Thanh Hoàng có đọc bài không, Thanh Hoàng? Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nhà trong khi chờ đợi bàn tay quý vị, Nhật Bình xin được mà Quỳnh Nga. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính chào Thầy Kiên cùng đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào Thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Phùm mí cõi tát tha a già a pa ya phùm mí ca masugati phùm mí ruba wachara phùm mí a ruba wachara phùm mí cha ti cha taso phùm mí yo na ma ta su nirayo tiracha na yo ni Petit visayo asurakayo chati arpa yapumi chatupitha hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chika ta wat tim sa yama tusita nimma narati paranimita wasat wati chati Kamasugati pummi satvavittha hoti sapanayam ekadasavittha bhikkhama vacara pummi ceva sangham gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con xin hết, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, nguyên như con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lễ Thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Phù mỹ cõi. Tát tha a bà giá phù mỹ cà mắt su gá tí phù mỹ ru bà quá chá rá phù mỹ a ru bà quá chá rá phù mỹ chà tí chá tá sô phù mỹ dô nà má. Tà su ní vá dô tí vách chà ngá dô ní bét tí quý xá dô a su rá cà dô chà tí áp bà giá phù mỹ chát túc bí thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum maha ra chi ca ta quá tình sa và mà tu sĩ ta niệm mà na ra tí ba ra niệm mi ta quá sa quá tì cha tí ca ma siêu ga tí phù mi sắc ta quý tha hồ tí sa ba na yang e ca đa sa quý tha bi ca mà quá cha ra phù mi chề quá sằng khằng gắt cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tài thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc xong, con kính xin tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin kính tri ân thầy Kinh và dạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. À. Mô Bích Tha dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thiền vụ, cảm ơn chị Metta. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Sích Tâm Phương, Sích Thanh Hoàng, Sích Tâm Pháp, Sích Trần Đạo. Đúng rồi đó, buồn quá là khóa sổ thỉnh mà Quỳnh kinh lên đọc đấy nha. Dạ rồi mời Trần Đạo, Nhật Quỳnh mời lần nè. Lần thứ nhì rồi nha, không có dứt quá tam nha. Vậy nào mà không đưa tay ra, Nhật Quỳnh nhìn đọc hết xong rồi khóa sổ luôn. Wow, xa thú. Dạ, xa thú bằng tay Trần Đạo và Thanh Hoàng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con kính đảnh lễ cho Thầy Tỏ Trí Đức. Kính chào thầy Kinh, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Phù mí cõi tắc thá áp vá giá phù mí bà má sứ gáp tí phù mí rù bà quá chá rá phù mí á rù bà quá chá rá phù mí chà tí chá tá sô phù mi dù nà má tà sô mi ra dù kích ra chá ná dù mi bét tí vi sa dù á sô ra cà dù chà tí á bà chá bù mi chá túc bí thà hồ tí
Bốn cảnh giới sinh tồn là: thứ nhất, cảnh bất hạnh; thứ hai, cảnh hữu phước của dục giới; thứ ba, cảnh sắc giới; thứ bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manosa cha kim maha ra chika ta wa kim sa ya ma tu si ta bim ma na ra ti pa ra nim nit ta wa sa wa ti cha ti ta ma su ra ti phu mi sat ta vi tha hu ti sa pa na yang e ka da sa vi tha pi cà mà quá cha ra phù nít chè quá sầu khăn gắt cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đô xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ hết bài không chị Như Quỳnh. Dạ cơ, dạ con đọc xong rồi, dạ xin gửi mít. Cảm ơn chị Như Quỳnh bớt bài. Dạ xin mời Sức Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, không biết con có giật mic của ai không, con cứ thấy chập chờn chập chờn ạ. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ. Con kính... con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ thầy kinh cùng tất cả quý đạo tràng ạ. Con xin đọc ạ. Phù mi cõi ta tha ạp ba trà phù mi kamasuga ti phù mi rupa cha rupa guachara phù mi arupa guachara phù mi chati chata so phù mi ni phù mi yo na ma ta 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 su na ni ra yo ti ra cha na yo ni pe ti wi sa yo asura ka yo cha ti apa ya fu mi cha tu pi cha tu pi tha ho ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàng sanh, cảnh ngã quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tu maha ra cha ra maha ra chi ka ta wa tim sa ya wa tu tu si ta ni ma na ra ti para ni para ni mi ta wa sa wa wa ti cha ti ka ma su ga ti fu mi sa ta wi tha ho ti sa pa na yang e ka da sa wa a da sa wi tha ti ka ma Vachara phù mi chê phù mi chê qua sanh càng sanh hàng gách cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập thiên, cảnh
ma thiên, cảnh đâu sắc đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên, 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con kính tri ân chị Nhật Huỳnh đã post bài và kính tri ân tất cả. Con xin xuống mic ạ. Tâm Phương ơi, coi lại mãi của Tâm Phương hình như không có mở lên âm thanh. Phần âm thanh đó Tâm Phương ơi. Dạ, mời Tâm Pháp nha. Kỳ quá hả? Như cầm được mic cho kỳ quá. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ con hơi đạo tràng, có nghe được âm thanh con không ạ? À, dạ, kính tri ân Nguyên Như. Dạo này sao con cầm mic rất là khó luôn. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ Thầy Kinh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ con à, con xin phép đọc bài Phù Mí Cõi Tát Tha A Pà Giá Phù Mí Cà Má Sư Cá Tí Phù Mí Rù Pà Quá Chá Rá Phù Mí A Rù Pà Quá Chá Rá Phù Mí Chà Tí Chá Tá Sô Phù Mí Dô Na Má Tà su ni ra dô ti ra chà na dô ni bé ti quy sa dô a su ra ca dô chà ti a pa gia pù mi cha tớp pi tha hồ ti. Bốn cảnh giới sanh tồn là một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngã quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tùm mahara chika ta quá tìm xa và mà tu sĩ ta niệm mà na ra tí ba ra niệm mi ta quá xa quá tì chà tí ca ma su ca tí bù mi sa tha quý tha hồ tí sa ba na yang e ca đa sa quý tha pí ca ma quá cha ra pù mít chê quá sang thằng gát cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới.
Dạ con đọc Pali có chỗ nào sai con xin thỉnh thầy chỉnh sửa cho con. Dạ con kính tri ân đạo tràng Nam Mô Bích Thà giá. Dạ con xin xuống ạ. Tại vì con vừa mới về nên vô là không biết đọc có đúng hay không. Dạ nếu sai thì con xin thầy kinh sửa giùm cho con. Con kính nhường biết lại cho vị kế tiếp ạ. Nôn chạy về để mà đọc bài dạ. Lâu Tâm Hương cầm mic tốt vậy sao không đọc bài mà xuống mic là sao? Tâm Hương ơi, Tâm Hương nghe Nhật Quỳnh không? Alo alo, Tâm Hương đâu rồi? Cầm mic lên tốt vậy ở đạo tràng cho hay nghe được, tại sao thả mic vậy? Alo Tâm Hương nghe không? Trời ơi, lạ thiệt luôn. Nhà mic rất rõ rất tốt mà tự nhiên buông mic xuống là sao Tâm Hương? Có nghe Nhục Quỳnh không? Dạ, thôi bỏ tay. Trong quyển đâu? Dạ, xin mời quý vị nha. Nhục Quỳnh xin trả bài. Dạ, đấy. Nhất có tam rồi quý vị. Không trả bài. Rồi coi chừng ngày mai là ăn ăn cháo lương tiếp. Mời quý vị nha. Đưa bàn tay lên nha. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Phù mi cõi tát tha a ba ya phù mi ca sa ca ca ma su ga ti phù mi ru ba qua cha ra phù mi a ru ba qua cha ra phù mi cha ti cha ta sơ phù mi giờ na ma ta su ni ra giờ ti ra cha na giờ ni pe ti vi cha giờ a ru Asu ra cà dơ cha ti a ba ya phù mi chát tu phi thà hồ ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bao sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chika ta quát tin sa ya ma tu si ta niệm ma na ra ti ma ra niệm mi ta qua cha quát ti cha ti ca ya su ga ti phù mi sa ta vi tha ho ti sa pa na yang e ca đa sa vi tha bi ca ma và cha ra phù mít chê và sanh khăn các chất tiết. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu sức đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Nam Mô Bích Tha Giá. Tâm Hương ơi, Tâm Hương có nghe được Nhật Quỳnh không Tâm Hương? Alo Tâm Hương ơi, nhà cảm ơn Quỳnh Kinh và tất cả đạo tràng. Tâm Hương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì cầm mic trở lại nha. Lật đật chạy về để đọc bài mà đọc thì không ai nghe. Tới hồi đạo tràng nghe được thì chạy mất tiêu rồi. Dạ mời Tâm Hương, nhà cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ mời Châu Nguyễn nha, dạ mời quý vị trong đạo tràng ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài ạ. Phù mí cõi tát tha a ba giá phù mí ca ma su ga tí phù mí Rupa vachara phù mi, arupa
Vajara phù mi chà thi chà ta sô phù mi yô nà má. Tà su ni ra yô, tì ra chà na yô ni, bát tì vi sa yô, asura kà yô chà thi, a bà yá phù mi chà tục bi thà hồ thi. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn ranh; cảnh ngạ quỷ, a ta. Manusa cha tum maha trika ta watim sa yama tusita nimma narati paranim mita wasawati jati ka masugati fumi satawitha hoti sapana yam eka dasawitha bika ma wajara fu mikje wasan khangat jati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu số. Nam mô Bụt Tha Dạ. Trong miệng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ cảm ơn Quỳnh. Dạ vậy là Châu Nguyễn, Châu Nguyễn mất tiêu rồi, không còn nghe âm thanh nữa. Nếu Châu Nguyễn nghe âm thanh thì chuẩn bị để thầy giảng bài phát được không? Châu Nguyễn có nghe hay cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ sa thú lành thai. Dạ kính cảm ơn Châu Nguyễn, xích tâm pháp, xích trần đạo, Nguyên Dư, Kim Nhung, Quỳnh Giang, Nhất Hà, Xích Thiện Vũ đã hoan hỷ lên ông bài cũ. Dạ bây giờ cũng không còn bàn tay của ai, của vị nào nữa hết. Nhật Quỳnh xin thay mặt đầu tràng và kính mời Vinh Kinh Đăng Đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ Châu Nguyễn chạy ra rồi, chắc chút xíu rồi sẽ chạy vào. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh. Kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá. Dạ kính mời Vinh ạ. Xà thú. Thấy cô Lạc Lê, cô Lạc phải không? Lạc Lê hả? Lạc Lê của Tâm Phương nha. Đọc được, để nói được mấy chữ nghe là im ru mất tiêu luôn. Thấy cũng... Tội nghiệp thì có muốn lên đọc lại không? Cô Lạc Lê có muốn lên đọc không? Đọc chút xíu đi, công trình chạy giờ chạy về lên đọc, có đọc bài mà không đọc được. Cô Lạc Lê có nghe không? Alo, Tâm Phương đâu rồi? Chắc không nghe gì rồi. Không có lời, chắc không nghe hả? Rồi thôi, không nghe thôi, mình vô bài, vô học ha. Thì trước mình học tới cõi Tứ Đại Thiên Vương, hôm nay qua phần số 2 là cõi Đao Lợi, cõi Tam Thập Tam Thiên. Cõi Đao Lợi, cõi Tam Thập Tam Thiên là chiếc, nhưng là hai cách viết đó. Cõi Đao Lợi hay là cõi Tam Thập Tam Thiên. Chữ này. Ta quá tìm sát phù mỹ. Tam Thập Tam Thiên. Cô thư ký đâu rồi? Là tam thập thiên,
ta có tìm sát phù mi rồi đúng không ha? Rồi tam tập tam thiền dẫn từ cái vấn đề này, người ta post này lên cho quý vị luôn nha. Đó là nó từ cái chữ đó là chữ tích, nó là chữ tích tìm sát tí đó, tích tìm sát tí đó là bậc số 33, nó là 33. À, từ chữ T, T tức là thành ra chữ là ta quá. Đi. À, thành ra ta quá tìm sát. À, vì thấy chữ Tết tìm sát tí á, thì từ chữ T, nó từ chữ T là như cái chữ là ta quá. Rồi bỏ bớt cái chữ T giữa ra, thành ra ta quá tìm sát. À, là cõi 33 tam thập tam thiên. À, là ý nghĩa nó là như vậy ha. Rồi xong gạch đầu dòng một cái là cảnh giới được thiết lập sớm nhất trong thế giới, là cảnh giới được thiết lập sớm nhất trong thế giới. Tức là nó là một cảnh giới được coi như hình thành, được thiết lập lên đầu tiên trong cái thế giới được bắt đầu hình thành. Và chúng ta ghi về cảnh giới được thiết lập sớm nhất trong thế giới. Rồi xuống dòng là nguyên nhân. Là nguyên nhân tại sao nó được gọi là đầu tiên ha, nguyên nhân. Hai chấm. Sau khi thế giới bị tiêu hoại trở thành hư không. Sau khi thế giới bị tiêu hoại trở thành hư không. Phải. Tức là sau khi cái thế giới mà vũ trụ là thế giới này nó bị tiêu hoại hết, nó trở thành một cái khoảng không, hoàn toàn hư không hết ha. Tức là sau khi thế giới tiêu hoại trở thành hư không, một trận mưa thật lớn nước lấp đầy khoảng hư không này. À, tức là có một trận mưa thật là lớn, giống như là bão tố ha, mưa thật lớn lấp đầy khoảng hư không rồi luôn. Nên cái này mình cũng không có thể nào mình tưởng tượng được những cái vấn đề mà nó vũ trụ này nó nhiều cái khủng khiếp ha. Một trận mưa thật lớn nước lấp đầy khoảng hư không này. À, thì đó là nguyên nhân đầu tiên là cái thế giới được hình thành là sau khi mà nó tiêu hoại hết trở thành hư không, thì mưa bắt đầu lớn lấp đầy khoảng hư không này ha. Rồi bây giờ tới thời gian, rồi xuống dòng ghi thời gian hai chấm. Lúc đầu nước trong suốt, phải, lúc đầu nước trong suốt. Qua thời gian lâu sau nước mưa từ từ phát xanh cặn bụi. Qua thời gian lâu sau nước mưa từ từ phát xanh cặn bụi. Phải. Qua thời gian lâu sau nước mưa từ từ phát xanh cặn bụi, phải. Trở nên đậm đặc rồi đông lại thành khói. À, trở nên đậm đặc và đông lại thành khói. Tức là cái thời gian đó, lúc mà bắt đầu mưa nó xuống, nó ngập đầy cái hư không đó, thì lúc đầu cái nước nó rất là trong suốt. À, nước mà mưa lớn xuống nó là trong suốt. Nhưng mà cái thời gian năm này qua tháng khác, nó từ bắt đầu những cặn bụi từ do cái thời gian nó phát sinh, thì từ nó đặc lại, nó đông đặc lại. À, và nó đông đặc từ nó thành một cái khói. À, thành một cái khói và bắt đầu từ cái chỗ này nè, rồi mình đi tiếp. Rất lâu sau trở thành một tảng núi, chính là núi Tu Di. Rất lâu sau trở thành một tảng núi, chính là núi Tu Di. À, là cái sự hình thành của cái núi Tu Di đầu tiên ha, phát sinh.
rất lâu sau trở thành một tảng núi, chính là núi Tu Di. Thì như vậy chúng ta biết là khi mà tất cả trở thành hư không ha, thì sau đó có một trận mưa rất là lớn lấp đầy khoảng hư không đó, và cái nước nó rất trong suốt thời gian. Rồi qua thời gian là 1.000 năm, 2.000 năm, mưa bắt đầu thành có những cặn bụi, rồi nó từ từ nó nhiều quá bị đông đặc lại, và từ từ nó biến trở thành một cái ngọn núi, một cái ngọn núi, à, núi đó được gọi là núi Tu Di. À, đó là cái vấn đề khởi 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 thủy, chúng ta thấy nó như vậy ha. Rồi vị trí, hai chấm, vị trí của cái cõi đầu lợi mình học đó xa lắm, nó nghe nó là cách cái trái đất này rất là nằm giữa nó, bốn châu thiên hạ đó, mà vị trí rất là xa, mình không tới được. Rồi vị trí này ha, cõi đau lợi nằm ngay trên đỉnh núi Tu Di. Cõi đau lợi nằm ngay trên đỉnh núi Tu Di. Thì như vậy chúng ta biết cái vị trí của cõi đau lợi này rồi ha. Là cái đầu tiên là có khi mà trái núi nó hình thành, là núi Tu Di hình thành, thì lúc đó cái cõi đau lợi nó hình thành, nó nằm ngay trên cái đỉnh núi Tu Di đó. À, giờ mình mới biết là cõi trời nằm đâu. Nó giống như nằm trên trong cái vũ trụ này thôi, nằm trên đỉnh núi hoặc là trên hư không. À, thì cõi trời cõi mà đau lợi nè, và cõi thứ nhì đó, cõi tứ đại thiên dương, cõi nhất, cõi đau lợi thứ nhì, thì cõi này nằm trên ngay cái đỉnh núi của cái Tu Di đó. Rồi bây giờ mình xuống dòng để hình dạng hai chấm, tức là hình dạng của cái đỉnh núi đó, hình dạng hai chấm. Rồi đỉnh núi có hình tròn, à, tức là cái đỉnh trên đó, cái đỉnh trên cái đỉnh núi đó nó có cái hình dạng vòng tròn, nó hình tròn, à, nó dạng hình tròn. Cái đầu đỉnh núi nó thay vì nhọn mà nó bằng ngang, nó tròn ha. À, đỉnh núi có hình tròn. Phải. Ngay giữa là thành phố Sudassana. Ngay giữa là thành phố Sudassana. Sudassana. À, tức là ngay giữa cái đỉnh núi đó là có một cái thành phố được gọi là Sudassana. Có cái tên là Sudassana. Rồi, đúng rồi, viết chính xác ha, xà thú thành phố Sudassana, đúng rồi. Mặt bằng đó, đó, mặt bằng được cấu tạo bằng bảy báu áo Phật. Mặt bằng được cấu tạo là bằng bảy báu. Đấy. Ở giữa kinh thành Sudassana, ở giữa kinh thành Sudassana có tòa lâu đài tên là, ở giữa kinh thành Sudassana, tức là cái nãy thành phố Sudassana, thì ở giữa kinh thành đó thì nó có một cái tòa lâu đài, à, tên là Quê Chá Danh Tát. Quê Chá Danh Tát. Ở giữa kinh thành Sudassana có tòa lâu đài tên là Quê Chá Danh Tát. Viết thử cái chữ nha. Quê Chá, Chá là chữ gì á, chứ mấy chữ đó. Quê Chá rồi danh là chữ Y. Quê Chá Danh Tát. Đúng rồi, Quê Chá Danh Tát. À, thì ở giữa kinh thành này nó có hiện lên một cái tòa lâu đài. À, cái tòa lâu đài đó là Quê Chá Danh Tát, tức là cung điện riêng của vua trời Đế Thích. À, tức là cung điện riêng của vua trời Đế Thích. Tức là cung điện riêng của vua trời Đế Thích. Thì như vậy cái hình dạng của cái đỉnh núi Tu Di này đó, trên cái đỉnh đó, à, nó được cắt ngang, nó có cái mặt cắt ngang là hình tròn. À, thì ở giữa cái đỉnh núi đó thì nó có một cái thành phố xuất hiện ra tên là Sudassana. À, và cái mặt bằng cấu tạo cái mặt bằng của cái đỉnh núi đó toàn là những châu báu, toàn là bảy báu.
ở giữa kinh thành đó thì có một cái tòa lâu đài tên là Quê Chá Danh Tá, là đó là cung điện của vua Đức Trời Thích. Thì giờ mình biết cung Đức Trời Thích đâu ha. Giờ tối quý vị nằm ngủ cái bắt đầu mình tưởng tới vụ này, cái bắt đầu mình dùng tâm mình đi, mình phóng tâm mình lên cõi lên núi Tu Di, xong cái là mình đi kiếm ổng rồi ổng đang ở đâu, ổng làm gì ha. Đâu biết được, nhiều khi mình có căn duyên gì gặp ổng cho gặp nói chuyện ổng cho vui. Bây giờ mình biết rồi đó, mình biết chỗ, mình biết chỗ rồi, giờ mình cứ dùng tâm mình bắn đó, bắn vô ngay giữa. Bây giờ mình phân là lông tay đang bắt rồi, mình bắn tâm mình chính giữa. mình kiếm ổng. Được chưa? Xong rồi, chắc xong chưa? Rồi, xuống dòng. Hoa viên, hai chấm. Là trong cái chỗ khu đó đó có hoa viên. Hoa viên, hai chấm. Có hai hồ sen trong mỗi hướng. Còn cả bốn hướng, còn mỗi hướng có hai hồ sen, tức là mình ghi sao giờ, cả bốn hướng mỗi hướng có hai hồ sen. Đó, tức là hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc, mỗi hướng đều có hai hồ sen hết. Trong cái thành phố đó mỗi một hướng đều có hai hồ sen, thật là đẹp, thật lớn ha. Mỗi hướng, mỗi bốn hướng, mỗi hướng hào sen, đúng rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng trên đó nó có bông sen rồi, hoa là đàng hoàng ha, hoa sen mọc rất là đẹp trên đó ha. Chứ phải là cõi mình mới có hoa sen đâu. Chưa, từ từ hoa viên trước. Rồi bây giờ trong vườn hoa đó, đó có cây Barichatta. Trong vườn hoa có cây tên là Barichatta. Trong vườn cây có hoa Barichatta. Chỉ thử chữ đúng không nha. Tức là ở cõi trời đó, thường là cho cõi nào cũng có những cái vườn hoa rất là đẹp vậy. Rất là tuyệt vời. Trong đây thì cũng vậy, vườn hoa có hai hồ sen ha, rồi xung quanh là có cây hoa bông đủ thứ. Thì đây có cây rất là đặc biệt là cây Barichatta. Barichatta hai chữ C, hai chữ T đó. Barichatta, đúng rồi, vườn hoa có cây Barichatta. Phải dưới gốc cây có một bàn thạch. Bắt đầu nói là dưới gốc cây đó có một bàn thạch tên là Banh Đúc Khâm Bá Lá. Banh Đúc Khâm Bá Lá. Dưới gốc cây có một bàn thạch tên là Banh Đúc Khâm Bá Lá. Thì đúng không? Banh Đúc Khâm Bá Lá. Banh Đúc Khâm Bá Lá. Mình Đức Khâm Bá Lá. Rồi đúng rồi đó, rồi trong Nguyễn nghe viết đúng rồi đó. Mình Đức Khâm Bá Lá. Không có chuyện không có vô ngã ha. Mình Đức Khâm Bá Lá. Thì giờ trong cái vườn hoa có cái cây là Barichatta, mà ở dưới cái cây đó, là bắt đầu xuất hiện một cái bàn thạch là tên là Mình Đức Khâm Bá Lá. Cái bàn thạch này là dùng để cho đế thích. Dùng để cho đế thích hoặc các nhân vật đặc biệt ngồi. Các nhân vật đặc biệt ngồi. Dùng để cho đế thích hoặc các nhân vật đặc biệt ngồi. Chấm. Rồi chấm. Nơi đây chính là nơi Đức Phật thuyết vi diệu pháp. Đây chính là nơi Đức Phật thuyết vi diệu pháp.
Tức là Đức Phật thuyết lên cõi trời là lợi thuyết về pháp, là ngài ngồi trên ngay trên bàn thạch mà ban nước khăm ba lá để ngài thuyết về vị pháp, tạng vị pháp trên đây. À, thì như vậy trong trong cái hoa viên có những cái vườn hoa, tên có cái cây đó, dưới gốc cây có cái bàn thạch. À, cái bàn thạch này là dùng để cho những đế thích ngồi, hoặc là những nhân vật đặc biệt thì Đức Đế Thích mời tới. À, thì khi Đức Phật lên thuyết vị pháp trên đây thì Đức Phật ngồi trên cái bàn thạch này, bàn thạch ban nước khăm ba lá này. À, và tất cả những vị khác đều quỳ ở dưới bàn thạch để mà thưa thính thính pháp của Đức Phật thuyết cái này ha. Thì chúng ta đã, bây giờ mình đã hiểu ra được, mình thấy ra được là Đức Phật thuyết tạng vị pháp ở đâu, chỗ nào, vị trí nào. Rồi mình học tới cõi này cho nên sẽ thấy được vấn đề một cách rõ ràng. À, đó là nếu mà ai mà luyện được thần thông hay là dùng tưởng tri là mạnh mạnh, chứ đi về đó coi thử lấy tay sờ thử bàn thạch coi ra sao, lạnh hay nóng. Đó vậy chứ hồi xưa chúng tôi nó dạy có một cái bà nó vui lắm vậy. Nói tới mà luyện mà về mà luyện thiền á, về casino đó, mới giảng tới đó xong cái bà mới yêu cầu và chỉ cho bà cách mà bà làm thành cái cục đất casino để bà về bà đi lên chỗ vô chỗ khu gắn dẻ mà luyện casino liền. nhất định phải bắt chỉ làm cho được cái casino. Bây giờ nghe đọc cái này cũng thấy cũng tức cười. Bởi vì nghe nói là có cái chỗ có bàn thạch đó, thì về có nhiều người đòi làm sao để mình lên đây được gặp được, rờ được cái bàn thạch ở đây Đức Phật thuyết tạng vị pháp đó. Bây giờ quý vị nằm ngủ nhắm mắt tưởng tượng tưởng tượng đi lên đó đi chơi chút xíu cũng được, không sao. Rồi xong ha, đi xong chưa chồng Nguyễn, gom lại chưa chỗ đó, chỗ vườn hoa đó, chỗ hoa viên đó. Nhiều khi ngồi mình học này sau cái mình nhắm mắt mình tưởng tượng cái cảnh này cũng hấp dẫn nha quý vị ha. Chỗ vườn hoa rồi hai hồ sen, mỗi một hướng hai hồ sen, rồi vườn hoa đây sắc sỡ những cái hoa đẹp của cõi trời. À, rồi dưới cái cội cây Bá Đức Chấp Tá có cái bàn thạch này rất là độc đáo. À, để cho những nhân vật đặc biệt ngồi thôi, và Đức Phật thuyết pháp tại đó. À, rất là tuyệt vời. Xe là xe đồ nghĩa địa gì. Có người mình không có so được, không có cửa, có người mình không có cửa. Ôi trời đẹp lắm, đẹp kinh hồn. Rồi xuống dòng tới thính đường 200. À, mình nói về cái chỗ nào rồi giờ tới thính đường. À, giống như là mình ở có người có những cái thính đường để làm lễ, hay là những cái thính đường này hay là tổ chức những cái buổi nhạc công sạc tô này ha. Rồi giờ thính đường 200. Rồi có một thính đường tên là Xú Thâm Mát. Có một thính đường tên là Xú Thâm Mát. Gì vậy? Chữ của Kim Dung dưới đây nè là đúng hơn á. Bá Đức Chấp Tám chứ không phải Bá Đức Chấp Tát kia. Bá Đức Chấp Tám. Rồi đúng rồi đó, Bá Đức Chấp Tát đó, chữ sau á, chữ trước không phải. Rồi đợi xíu, sửa lại xíu cho nó ta, không sao, quý vị sửa cũng được. Cô Nhật Quỳnh sướng ha, cô Nhật Quỳnh giờ có hạnh phúc vô cùng, có người phụ làm thư ký nữa, ghi lại giờ có ngồi có dịch nhịp uống trà, giờ cô sướng quá, cô hết khiếu nại.
Được chưa? À, rồi, chảnh lắm rồi. Rồi, thính đường hai giống chưa? Thính đường chưa? Ghi chữ thính đường nó mất rồi. Thính đường hai giống. Có một thính đường tên là Xú Thâm Mát. Có một thính đường tên là Xú Thâm Mát. Cộng. Có một thính đường tên là Xú Thâm Mát. Cộng một ngôi tháp ngọc bích. Cộng một ngôi tháp ngọc bích. Đúng rồi, Xú Thâm Mát đó. Có một thính đường tên Xú Thâm Mát. Cộng một ngôi tháp ngọc bích tên Chulamani. Ngọc bích tên là Chulamani. Tên là Chulamani. C-U là chú. À, Chulamani. Viết luôn là âm, à, đoạn âm hết ha. Chulamani. Đúng rồi. Chulamani đó. Viết dính luôn rồi đó. Chulamani. Mani là ngọc bích à, Chúa La Mani, còn tháp tên là Chúa La Mani. Trong tháp có tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật. Trong tháp có tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật. Và phần tóc mà Ngài cắt bỏ khi xuất gia. À, tức là trong cái tháp đó, về sau trong cái tháp khi Đức Phật nhập diệt đó thì những vị trời thỉnh là tôn trí cái chiếc răng nhọn của Đức Phật, chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật và phần tóc của Ngài cắt bỏ khi Ngài xuất gia, à, và được tôn trí lên đây. Đây là tháp này. À, này mới là xá lợi Phật, răng nhọn là xá lợi của Đức Phật nha. Rồi sao lại tóc ha? Rồi đó là cái chỗ cái thính đường tên là Xú Thâm Mát, thì tao cộng với là một cái ngôi tháp ngọc bích, à, là Chalumani. Trong tháp nó có cái tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật. À, đây là mới là thiệt nha, đây là răng Đức Phật thiệt liên quan cõi trời, ta thỉnh như thiệt ha. À, phần tóc của Ngài khi Ngài xuất gia, à, đồ xịn này bạn ha. Rồi xuống dòng, à, bốn hướng triền núi hai chấm. Bốn hướng triền núi là cái núi thì nó có bốn cái hướng, dọc triền là bên hông, dọc triền núi bốn hướng triền núi. Rồi xuống dòng, đông hướng đông này chỉ đông bằng bạc. Bạc, đông bằng bạc, tức là màu bạc á. Đông bạc. Tây bằng pha lê. Tây bằng pha lê. Nam bằng ngọc bích. Nam bằng ngọc bích. Bắc bằng vàng. Bắc bằng vàng. Tức là dọc bốn cái triền núi, đông tây nam bắc, hướng đông thì nó có hình, nó có màu bạc, à, màu bạc giống như ở đó là bạc không, chắc bạc không ha. À, rồi tây là pha lê trong suốt ha. Rồi hướng nam là màu có hình, có màu ngọc bích, xanh ngọc bích. Rồi hướng bắc là vàng. À, thì đây là toàn là những chọc ngọc ngà châu báu đây ha. Thì có chứ sao không. À, là bốn hướng, à, đông tây nam bắc rồi ha. Rồi xuống dòng, gạch đánh cái đầu bông đầu dòng ha, đánh cái bông qua thị. Nam Thiệm Bộ Châu ở hướng nam nên bị ảnh hưởng màu xanh bích.
hướng nam nên bị ảnh hưởng màu xanh bích. Nam Thiệu Châu là cõi của mình á, con người mình đang ở nè, mình đang ở là Nam Thiệu Bồ Châu á. Hướng nam nên bị ảnh hưởng màu xanh bích, tức là bị cái màu xanh bích của cái ngọc bích trên trên cõi đời đó, nó núi Tu Di đó, nó rọi nó chiếu xuống thành ra mình thấy màu xanh, biển màu xanh, xanh bích đó, là ảnh hưởng do cái ánh sáng nó rọi thôi. Nam Thiệu Bồ Châu hướng nam lên bị ảnh hưởng màu xanh bích. Rồi, đó là cõi trời, mình cõi trời nó chiếu xuống từ cõi trên núi Tu Di nó chiếu xuống. Rồi xuống dòng là tầng trời thứ hai, là tầng trời thứ hai, tức là cõi Đao Lợi này đó, được xếp vào là tầng trời thứ hai. Rồi, xuống dòng có 33 vị thiên chủ, đứng đầu là vua trời Đế Thích Sắc Cát. Có 33 vị thiên chủ, đứng đầu là vua trời Đế Thích Sắc Cát. Đầu là vua trời Đế Thích Sắc Ca rồi, đúng rồi. Bây giờ có Bali chú giải ha, ghi có Bali chú giải, bây giờ chúng ta post lên này cho quý vị. Có Bali chú giải. Chắc đọc không được ha. Đâu có thấy hả quý vị? Đâu có thấy hả? Có thấy gì không? Alo. Không không, chắc nhiều quá nó không cho. Làm lại, chắc làm từ cái coi sao. Rắc rối cái vụ này. Được không? Thấy không cái gì? Ngắn rồi nó cắt câu, ủa chết cho, không được luôn à, không được luôn. Kỳ gì ta? Ê, thì gửi qua bên, gửi qua cho ai đây, rồi gửi qua cô Nguyên Như đi, gửi qua, bỏ qua bên Nguyên Như rồi bót là thử được nha. Rồi gửi là Nguyên Dương thấy không? Nguyên Dương đọc thấy được không? Chắc không được luôn rồi. Đọc không? Đọc thấy được không? Thấy chữ không? Thấy hả? Ok rồi, để post tiếp cho đủ luôn rồi bỏ lên. Rồi, bỏ lên hết đi, bỏ lên 4 câu đó luôn. Rồi, bỏ lên coi, bỏ lên 4 câu coi. Hello. Ba câu chứ không phải 4 câu. 1, 2, 3 câu mới đúng không? Đủ không? Đúng rồi. Ba câu. Đủ rồi đó. Không được để gửi bên cô Quỳnh coi Nguyên Như làm được, bỏ qua bên thì Quỳnh nha. Mấy cái này sao kỳ, lúc được lúc không hiểu sao. Rồi bỏ qua bên boss, qua bên cô Nhật Quỳnh đó, cô coi có được không? Rồi, được, cô bỏ lên coi. Thấy Châu Nguyễn đang viết, đang ghi là bận rộn. Đó, cô Dương Quỳnh bó là được rồi đó. Tiếp tục, bó tiếp.
Rồi được rồi ha. À, đúng rồi. Rồi cái câu Pali chú giải ha, với là câu đầu á là sắc canh chá đa năng đá đa tì tí bằng sắc cô. À, là cái câu đó, cái câu đầu tiên á. Quý vị kiểm lại nha. Sắc canh chá đa năng đá đa tì tí bằng sắc cô. Tức là gọi trời để thích bởi hạnh đứng đầu là bố thí với tâm cung kính. À, là câu nhất. Tại sao được gọi là trời để thích? Bởi vậy, bởi vì là có được một hạnh bố thí đứng đầu với cái tâm là luôn là cung kính, là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Asure che tâm sakuna ti tí bằng sắc cô. Gọi vua trời để thích là do bởi năng lực và khả năng chiến thắng Atula dữ Asura. Vậy đó là câu thứ hai, là được gọi là vua trời để thích bởi vì do năng lực khả năng của ông là quánh quánh đội nhóm Atula dữ, quánh chạy dài luôn ha. À, là câu thứ hai. À, câu thứ ba, tết tim sa chá na nip bát tan tí e tha tí ép tha tí và tết tim sa đó là cõi mà ba có 33 vị sanh lên làm vua đó, nên gọi là tam thập tam thiên hay đạo lợi thiên, là cõi trời 33 vị vua. À, tục gọi lời mình hay gọi là cõi Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Hồi xưa mình nghe mình tạo hay nói Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cái gì. Được chưa? Bởi vì thầy thấy nắm được cái ba câu Bali này rõ chưa? Alo. Tức là ba câu này, cái câu thứ nhất là nói là gọi là Đức Trời để thích bởi vì đứng đầu là hạnh bố thí với cái tâm cung kính, thường là bố thí bằng cái tâm cung kính, được gọi là vua trời để thích bởi vì ngài có năng lực chiến đấu, được đánh chiến thắng được cái bọn Atula dữ. À, và được gọi là cõi 33 bởi vì vua trời là 33 vị trời sanh lên, trên đó là gọi tam thập tam thiên, gọi trời 33 vị vua, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. À, tôi biết rồi, thầy chỉ đọc lại cho quý vị nghe ha. Đây là cõi Ngọc Hoàng Thượng Đế, cõi trời 33 đó. Ngày xưa chúng tôi thường hay để ý mình bắt tầm hay nói về là cõi Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đấng vô cực đại thiên tôn, dùng cái chữ nghe dễ sợ đó. Không biết tại sao gọi là vô cực đại thiên tôn. Xong chưa ạ? Ngọc Hoàng Đế đến vô cực đại thiên tôn. À, thì hồi xưa hồi lúc chúng ta chưa biết về Phật pháp đó, cái gì, chỉ biết về bên mấy cái thiền phái khác thôi. Thì lúc đó có một thời gian chúng ta luyện về giống như là mình Mật Tông, mình chú thực mình Mật Tông. À, luyện câu đó sau cái luyện thời gian cái thân mình bắt đầu tự nhiên đang ngồi thiền xếp bằng, ngồi kiết già xếp bằng, cái từ từ bật ngửa ra, bật ngửa từ từ ngã ngửa ra sao đó, ngã ra sao, cái mà không té theo gì, có nhiều cái mình thấy cũng lạ lắm. Ngã ra tức là hai cái chân mình hỏng lên, ngã người nghiêng ngửa ra phần sao không té. Thì sau tập thời gian cái tự nhiên cái mình đang ngồi niệm cái câu chú này là cái tự nhiên trong cái cơ thể nó bẻ cái miệng, nó bẻ miệng làm cho nói ra người ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy, cái xin chúc cho con được hạnh phúc, trời nghe hết hồn lúc đó sợ quá trời gì lạ. Nhiều cái bởi mình mấy cái phe mình cái phái mà luyện chú nhiều cái dễ sợ lắm. Thôi tập luyện thời gian cũng ghiền lắm, mới đầu tập thời gian cũng ghiền lắm, tập luyện gió gì cũng quýnh được đó. Đọc tên gần đọc bài thiệu lên là quýnh, đọc bài thiệu là quýnh,
mấy xưa cũng vui lắm, trong thời luyện mấy môn nó cũng độc đáo, mình cũng trải nghiệm nhiều cái, mình rút kinh nghiệm, mình coi như mình đi vòng 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 cuối cùng cũng trở về được chánh pháp đó là cái phước mình. Chứ thôi giờ chắc cũng sắp bị đi vòng vòng đi vòng vòng ngoài đường, mà lần đầu mình vẫn bình tĩnh, mình vẫn biết bình thường, vẫn bình thường như thường. Chứ còn kiểu mà lên đồng hay là bị luyện Phật quyền đó, hồi xưa có cái môn Phật quyền là bị nhập, bị nhập vô là quýnh, quýnh vỏ, mà quýnh nó không biết đau cái gì, con này mình vẫn bình thường. Chỉ cần ví dụ như Văn Nhất Hạ mà đọc cái bài tu của cái môn vỏ nào đó là gì đó, nhiều nhiều bài hiệu chưa hay lắm, quên lâu quá bỏ lâu, hãy đọc bài hiệu lên là múa, hãy tả, quýnh tả, hữu, quýnh hữu. Thì khi họ hiểu văn lắm. Rồi có thời kỳ chúng tôi đi tới võ đường ở Phan Phùng, ở đó có võ đường Phan Phùng, cái đường trong đó có Aikido, rồi Aikido, rồi Taekwondo, nhiều môn võ mới hay sao. Thì có tôi với một bạn tới, tới đó gặp ông thầy, ông thầy Quy thì phải, đâu có quên Quy, ông là võ sư đó, võ sư Judo mà như là tứ đẳng hay tam đẳng gì đó. Vô nói chuyện ạ. Nhưng mà vô nói giờ tôi nghệ sĩ tôi cũng biết võ rồi, nhưng mà giờ ông nói võ gì tôi phải quýnh võ đó rồi. Võ gì quýnh võ đó. Thì nghe lên ông nói nó dốc hoài, tao học võ mấy chục năm quýnh con môn chưa xong. Ông nói vậy, nhưng mà nói thiệt mà, thầy đọc cho tôi quýnh cho thầy coi. Ông mới bắt đầu ông có bắt đầu ông tin tin ông vô, không phải thần quyền luôn, tỉnh mơ, không phải thần quyền. Nên mình vẫn tỉnh như thường, chứ thần quyền thì không biết à, thần quyền bị nhập mà không biết. Ông đọc cái màu vỏ lên, ông đọc cái tên vỏ, mấy cái đòn vỏ của Aikido, Judo đó, ông đọc tới đầu quýnh tới đó, đọc tới đầu quýnh tới đó, ông hết hồn. Một lát có cái gì tưởng tượng, mình là đâu phải là võ sư đâu, không biết vỏ gì đâu. Mà cả một trường vỏ nghỉ học hết á. Cả đường võ nghỉ học lắm, kéo lên sân thượng coi một cái người không biết võ biểu diễn. Một đó chúng ta biểu diễn đọc môn nào quýnh môn đó, gì đô ai gì đô đọc quýnh láng, không có ai nhập hết trơn á, lĩnh bơ bình thường hãy đọc tên quýnh, đọc tên quýnh nào để tự nhiên vậy đó. Lạ lắm vậy là quýnh mới đầu với ổng là ai gì đô, rồi qua cái thái cực gì đó, rồi ổng đọc đông lum, cuối cùng đọc qua tới mấy môn như môn người thần quyền đọc quýnh luôn, cỡ nào cũng chơi, mấy ông sợ quá là nó sẽ lạ quá. Nhiều cái lạ à, mình đọc thì thấy ngộ, mà lúc mình đánh mình biết chứ, mình đi đâu mình biết, là múa thấy bay lên đá trúng tới người đó trúng rồi mình biết, mình rút chân lại là mình không có đá, mình tỉnh bơi là vẫn biết được thường, vẫn bình thường, mà hãy mà nói tên đòn là quýnh, nói đòn là quýnh. Nhiều cái cũng thế giới này nhiều cái cũng lạ lắm vậy. Mà mình đã trải nghiệm qua mình biết là không có gì mà không có thể xảy ra được. Rồi còn mấy cái chuyện thần quyền đó là biết rồi, thần quyền là nó khác, thần quyền là niệm chú rồi kêu ai nó nhập vô rồi quýnh, nó khác. Còn này mình bơ đọc nó độc đáo đó, là những đề chúng tôi thấy là nhiều cái thế giới nó có những cái rất là độc đáo không. Trên đầu trên cũng bình thường, nó có trên gì đâu, cũng vậy thôi. Không biết làm sao lạ, không giải thích được. Rồi thì giờ trở về cái cõi trời ha, thì cái nguyên nhân mà để kể cái gì nghe, cái câu chuyện mà tại sao khiến phát sanh lên cái cõi trời mà ta quá tìm xá nè, nó từ một cái câu chuyện, nó có một câu chuyện mà kể cho gì nghe rồi muốn ghi nốt gì đó ghi. Thì hồi xưa đó, thời xa xưa có một cái khu làng tên là Mắt Chá Lá Gà Má. Cái làng tên là Mắt Chá Lá Gà Má. Thì trong cái làng này có một nhóm người, có nhóm người này được có cái tên là Garasahabun Nyakari. Tức là nhóm người này là nhóm 33 anh em đó, 33 chàng thanh niên đó. Được gọi là 33 chàng thanh niên, được là cùng nhau mà xây dựng một cái nhóm đó, đó để mà cùng tạo phước. Thì trong đó có một cái thanh niên trưởng nhóm, ông giống như hướng đạo si em sinh trưởng nhóm, ông đó tên là Ma Khá, ông trưởng nhóm. Thì 33 người này cái người gì cùng nhau họ tạo
tạo ra những cái con đường tốt đẹp trong cái khuôn viên làng này kia, họ cùng nhau họ đi sửa đường, sửa xá này kia, đường xá bị hư họ sửa, họ đắp, họ làm cầu, họ làm đường, họ tạo những cái sự tốt đẹp đem lại cho dân chúng, là họ được cái sự mà an lạc thoải mái cho những người mà sống ở trong cái làng đó. Họ giúp họ xây nhà, xây cửa, họ đem nước nôi rồi sẽ làm đường, làm xá, làm những cái cư trú, tạo những cái thiện sự công đức rất là nhiều. Họ đem nước rồi họ làm rất là nhiều chỗ để cho dân, tất cả những dân trong đó được hưởng. Ông có mấy ông này, ông có cất lên một cái sala tại ngã tư đường rất lớn để cho những người mà lỡ đường trú ngụ đi qua đêm có chỗ bóng mát để mà được trú ngụ. Cái giống như là một cái gì là Tứ Phương Tăng ha, đại khái thì họ cất một cái sa la đó. Thì họ làm, họ giúp đỡ rất là nhiều người, người nào khó, người nào bệnh hoạn, người này họ giúp hết. Cho nên chính vì họ nhờ cái phước báo, họ 33 anh em rồi cùng nhau làm gì cũng 33 người cùng làm. Thì chúng ta thấy cái này cũng là cái lạ. 33 người đâu phải ít gì, 33 người đông à, 33 người mà cùng nhau một chí hướng, cùng làm phước, cùng này cùng là không có một cái sự mà xích mích gì, rất là đồng tâm hiệp lực, rất rất là đặc biệt. Thì 33 này làm tất cả những thiện sự công đức, giúp dân làng, giúp người nghèo khổ, giúp người tu hành, giúp đủ thứ hết, làm gì là làm được hết. Thì do chính những cái nhân đó, do nguyên nhân đâu khi mà chết đó, thì cả 33 người này đều sanh về cõi trời này, sanh về cõi đời đau lợi. Và cái vị thanh niên đầu tiên chủ nhóm đó, như xếp xếp xong đó, thì là trở thành vị trời đế thích đó, đức đế thích. Còn 32 chàng trai kia thành những vị thiên chủ đại quy lực để kiểm soát những cái khu vực khác. Thì do cái nhân duyên mà của 33 vị này nè, thì cõi trời được đặt tên là Ta Quá Tìm Xá, là cõi trời 33, cõi trời đau lợi. Thì nguyên nhân của cái cõi trời được là có là được cái tên như vậy đó là chính do cái câu chuyện này, do 33 chàng mà cùng đồng tâm hiệp lực để tạo những cái phước đức như vậy. Và anh xếp xong á, anh trưởng nhóm thì ông làm sanh lên được phước lớn hơn, ông được làm đức trời đế thích. Còn 32 vị kia cũng là những vị trời đại quy lực ha, nên gọi trời 33. Đó là cái nguyên nhân để ông có được cái cõi trời Ta Quá Tìm Xá. Còn ở trong cái cõi, cũng cái cõi trời mà Ta Quá Tìm Xá này, mở một cái vũ trụ khác đó vậy. Có một cái cõi trời này nữa, là thứ hai nữa, tức là không phải chỉ một mà có một cái cõi khác, cũng có một cái cõi trời, cũng cõi trời đau lợi, nhưng mà nó là cái tên khác, cái tên khác mà mượn cái chữ của cõi trời này để mà đặt cái tên. Thực sự nó có một cái tên khác nữa là Chanitarulisanya, sao nó lấy cái tên của cõi trời đau lợi này mà đặt tên, là chứ thực sự nó không có đúng như cái tích này. Chỉ có cõi của mình trong cái vũ trụ này thì có được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cõi trời 33 là do cái nguyên nhân như vậy có được cõi trời 33. Rồi, đó là như vậy ha. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Ở cõi trời này ha, xuống dòng mình gạch đầu dòng ha. Thiên nam á, thì có dung sắc như là thanh niên 20 tuổi. Thiên nam có dung sắc như thanh niên 20 tuổi, tức là trẻ đẹp 20 tuổi. Thiên nữ, xuống dòng thiên nữ thì như là gái 16 tuổi. Thiên nam có dung sắc 20 tuổi, thiên nữ thì như gái 16 tuổi. Tức là sanh lên đây là thành thanh niên, là thành một vị thanh niên 20 tuổi, và thiếu nữ thì 16 tuổi. Như vậy đó, rất là độc đáo, là cái chỗ là thuộc về quá xanh, xanh là như vậy liền, chứ không phải là như có người mình là phải thai bào rồi từ mới lớn lên theo năm tháng, còn này là biến cái có liền. Đúng rồi, quá xanh. Đặc biệt là cái chỗ này ha, thanh niên như là thiếu nữ là trẻ vậy hoài, cho nên mình phải đánh cái gạch đầu dòng, cái là không có tình trạng lão hóa,
không có tình trạng lão hóa. Đó, tức là những người, những chúng sanh trên đây, những vị trời trên đây đó, là trẻ đi hoài, chứ không phải như mình. À, giống như mình xưa sanh đã lớn lớn 15, 16 tuổi, rồi cái từ từ già 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 tới 60 tuổi cái trẻ lại, mình trẻ lại mấy năm chưa, 50, 40 giống như trẻ lại còn có 40 tuổi nữa, trẻ ngược. Không có tình trạng lão hóa. Rồi xuống dòng, không bao giờ bị khổ bệnh. Không bao giờ bị khổ bệnh. Tức là cõi này là không có bị bệnh như mình nha. À, cõi trời đạo loại là không bị già, không bị bệnh. À, hai cái chi phần nó không có nè. Không bị khổ bệnh. Rồi xuống dòng, thực phẩm thật tinh khiết nên không có vấn đề bài tiết. Thực phẩm thật tinh khiết nên không có vấn đề bài tiết. À, tức là những cái thực phẩm phẩm trên đây à, ngậm vô ăn vô là biến mất liền, bị tan hòa tan vô cái thể xác liền. Và do chính vì như vậy nó không có những cái cặn bã, những cái chất dơ, nên không có vấn đề mà phải bài tiết ra. À, đó là cái đặc biệt của cõi trời trên đây là vậy. Hoặc thực phẩm của trời mà. Mình chưa có bao giờ mình biết được những cái này, nhưng mà vì thấy những cái thực phẩm mà càng ngon càng tinh tế thì nó mình khi mình ăn những cái đó nó cũng rất là đặc biệt, nó mau tiêu, nó tan, mình ngậm vô mình ăn nó cũng có cái cảm xúc rất là đặc biệt. À, cho nên thực phẩm được gọi trời vậy rất là tuyệt vời là cái chỗ đó ha. À, cho nên ăn vô thì thành tiên hết trơn, để bữa nào thần thông lên kiếm miếng ăn thử có trẻ là không, ăn vô trẻ là 10 tuổi sướng quá trời. Rồi xuống dòng đánh cái bông tiếp ha. Thiên nữ không có kinh nguyệt, không thai bào. À, thiên nữ không có kinh nguyệt, không thai bào, tức là những người gọi cõi trên trời này đó, không có kinh nguyệt nha, không có kinh, không có thai, không có bị mang thai. À, đó là đặc biệt là như vậy, chứ không phải vì con người mình phải mang thai là sanh đẻ này đau đớn khổ sở đủ thứ trên cõi trời, phải là lời không có. À, đó là như vậy. Dòng đánh vào thằng đánh qua thị là dòng ha, xong chưa? Riêng địa cư thiên, tức là những vị trời ở cõi ở địa cầu á, riêng địa cư thiên ở địa cầu hay cõi tứ thiên vương, riêng địa cư thiên ở địa cầu hay cõi tứ thiên vương, có một số vị giống như người. À, có một số vị giống như người. Có một số vị giống như người. Tức là giống như nữ nhân loại cũng có kinh nguyệt thai nghén. Tức là giống như nữ nhân loại cũng có kinh nguyệt thai nghén. À, tức là có một số vị cũng là vị thiên, vị trời, nhưng mà ở địa cầu hay là những vị ở cõi tứ thiên vương đó, thì những người thiên nữ này đó cũng giống như nhân loại, cũng có một số người như vậy, số chư thiên đó thì cũng có kinh nguyệt, cũng có thai nghén, tức là vẫn có cái đời sống là vợ chồng giống như có người. À, cho nên cũng có thai nghén. Là như vậy là có một số những vị trời ở cõi thấp đó, đi cầu hay thiên dương đó, vẫn là có thai, vẫn có sanh bằng bào thai chứ không quá sanh. À, đây là cũng là cái số đặc biệt cho nó ha. Rồi xuống dòng đánh qua thị đầu dòng. Rồi bây giờ xin xuống dòng nha.
Thiên nữ ở đâu lại? Thiên nữ sanh lên xuất, thiên nữ sanh lên ở đâu lại? Thiên nữ sanh lên ở đâu lại? Xuất hiện nơi phòng ngủ vị trời nào thì là vợ vị đó. Xuất hiện nơi phòng ngủ vị trời nào là vợ của vị đó. À, tức là khi mà ở một cõi nào đó chết sanh về cõi nào lại, xuất hiện nơi phòng ngủ của ông trời nào đó thì là vợ con đó. À, thì chính vì vậy nên mình có rất là nhiều ví dụ mà tranh chấp cả giả giành giật nha, cũng giành gái rồi dữ lắm cho nên là thấy bà cho nên là cho nên mới có như vậy. Hỏi cưới đó là cưới, đâu phải như mình bày đặt cái cưới vậy. Cho nên là thiên nam thiên nữ vẫn có yêu đương. À, mình ghi thêm cái nốt nào, thiên nam thiên nữ vẫn có yêu đương, tức là vẫn có yêu nhau thương nhau. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi lỡ hẹn câu thề. Tức là vẫn có sự yêu đương, vẫn có tương tư ganh tị đủ thứ, ghen đủ thứ trời. Vẫn có yêu đương à, mà về thiên nam thiên nữ vẫn yêu đương ha, mình không có gì mà thắc mắc. Có người yêu đương là chuyện đương nhiên, còn trời đã lợi là còn yêu đương. Rồi xuống dòng đánh cái mông rồi dòng tiếp ha. Một số nam chư thiên có đến 500, 700 hoặc 1.000 thiên nữ xinh đẹp làm vợ. Một số nam chư thiên có đến 500, 700 ngàn thiên nữ xinh đẹp làm vợ. Mở ngoặc túc hạnh thê, đóng ngoặc lại. Túc hạnh thuê thê, túc hạnh thê. À, tức là mấy ông nam ở trên cõi trời đó, mấy ông thiên nam á, thì có tới 500 vợ, 700 vợ, 1.000 vợ luôn. À, toàn là những thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời. À, nên cái này là cũng là cái ước mơ của mấy anh chàng là thanh niên cõi người, nên sao mà sanh về cõi chư thiên về lên cõi đau lợi là kiếm tiền 500 cô tiên nữ quá vậy. Ngô Kim Dung yêu mệt luôn, tới 500, 700 ngàn bà, quá trời, toàn là tiên nữ không, đẹp đẹp kỳ lạ đẹp. Bởi vậy đàn ông mới chết như chỗ đó ha, chưa tiên còn chết là chết xuống. À, thì cũng vậy, do này nó có cái chuyện về chàng tiên tử là banh chết xích khá là ngũ kế đồng tử ha. Kể cái gì nghe chuyện này luôn, thì vị tiên tử đó là ông là một nhạc sĩ, ông đánh đàn rất là hay. À, ông có cây đàn tên là cây đàn bê lúa vá. À, ông là nhạc sĩ mà ông còn cũng là ca sĩ luôn, ông ca rất là hay. À, cho nên ông có một lúc ông yêu cái nàng tiên nữ đó. À, cái nàng tiên nữ tên là Surya Wachasa, là con của ông đại tiên. À, đại tiên tên là Timbaru, tức là ái nữ của vị đại tiên đó, tức là ông thiên tử là ngũ kế đồng tử này, banh chất xích khá đó. Ông yêu cái nàng tiên nữ này. À, ông là nhạc sĩ, ông yêu nàng tiên nữ này. Thì một hôm ông mới đi kiếm tiên nữ này, ông đi tìm nàng tiên nữ này, gặp được nàng tiên nữ, cái ông đánh đàn cho nàng nghe, đàn hát cho nàng nghe. À, thì ông biết cái câu, cái bài hát ông hát là sao. À, nhưng mà có những cái bài Bali người ta được đưa ra cho mình biết là dân mê ách thích cách tăng buôn nhân arhan te su ta di su tăng mê sắp phần gác cá li à ní ta già sắp thêm quý bắc cách tăng. À, đó là có nghĩa là những phước báo nào mà tôi tạo được chân chánh nơi bậc ứng cúng có đại ân đức
tức là ông nói cái bài hát ý nghĩa vậy, dịch ra là vậy đó, tức là những cái phước báo mà ông tạo ra cách chân chánh nơi Đức Phật, nơi Phật Đại Đức, xin cho những phước báo ấy thành tựu, tức là ông nguyện do cái phước báo đó thành tựu quả đến cho ông cùng với nàng tiên nữ Kiều Diễm này. Cũng mê tới mà giờ ông thấy không phải nguyện, phải nguyện để mà cho được cái nàng tiên nữ này. Nhưng mà cuộc đời nó không có như là mơ vậy, không như là mơ mà nàng tiên nữ này ông tới ông tỏ tình, ông đàn ông hát mà rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi mà đàn hát như vậy mà nàng tiên nữ từ chối, bởi vì nàng tiên nữ đó lại yêu một thiên tử khác. Nàng yêu một thiên tử tên là Sĩ Khanh Tý, là con trai của tử Ma Tá Lý, thì mới chết vậy đó. Tức là ông mê nàng tiên nữ này, ông tới ông đàn ông hát ông tỏ tình đủ thứ, nhưng mà nàng này thì lỡ yêu cái chàng kia, thì cho nên chuyện tình trở nên là éo le, là nhiều chuyện bắt đầu rắc rối xảy ra. Rồi cái một hôm thì vị thiên tử nhạc sĩ này đó là Bánh Sức Khá đến để mà có một vấn đề để mà giúp vị thiên vương Đế Thích, thiên vương Sắc Cá. Thiên vương Sắc Cá muốn đến ý kiến Đức Thế Tôn, thì vị thiên tử này mới giúp đỡ cho vị Sắc Cá này đến được ý kiến Đức Thế Tôn. Và khi vị thiên vương này đến gặp Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn giảng về đoạn được những cái nghi hoặc của vị vua này, và vị này đắc được quả Di Lưu, tức là vị trời Sắc Cá này đắc được quả Di Lưu. Và khi đắc được rồi, ông mới nhớ ơn đến thiên tử này, nhớ ơn tới ông nhạc sĩ này đó. Ông nhạc sĩ này là người luôn là tốt, mình nhờ của ổng, ổng đem cho mình đến gặp được Đức Phật, đạt được cái nhiều cái lợi ích về cái chánh pháp không. Thì ổng vậy, ổng mới biết được ông này ổng mê cái cô tiên nữ đó, mê cái nàng tiên nữ Suriya đó. Thì ổng quyết định là ổng đưa gả cái nàng Suriya này cho ông này. Thì là nhờ và do cái phước, đúng là do cái phước mà giới thiệu trời Đế Thích gặp được Đức Thế Tôn, thì ổng lượm được cô tiên nữ này. Thì như vậy là giấc mơ ổng được thành tựu, ông có được cái này cô thiên nữ Suriya Quách Chách Xa. Thì như vậy là do cái phước báo của ông mà ông được như vậy ha, ông được cái nàng thiên nữ đó. Là cái câu chuyện về cái ông thiên tử đó. Rồi xuống dòng mình ghi đặc biệt hai chấm. Đặc biệt xuống nhau ngày dòng chư thiên cõi thấp không thấy được chư thiên cõi cao, tức là những chư thiên cõi thấp hơn thì không thấy được những chư thiên cõi cao, chỉ có chư thiên cõi cao thấy được chư thiên cõi thấp thôi, tại do cái sắc tế khác nhau. Rồi xuống dòng cảnh sắc toàn cảnh đẹp khả ái khả hỷ, cảnh sắc toàn cảnh đẹp khả ái khả hỷ, tức là cảnh rất là đẹp tuyệt vời tuyệt mỹ, không có cảnh xấu, đó là toàn cảnh đẹp, không có những cái cảnh như là nhà nghèo nhà rách nhà lá này kia, không có những cái cảnh đó, không có cảnh dân chúng khổ sở, không có những cảnh đó, mà cảnh luôn luôn là những cảnh rất là đẹp, là toàn lâu đài ngọc ngà, lâu ly châu báu, rồi giường hoa xinh đẹp vân vân, tất cả đều là khả khả hỷ hết. Rồi đặc biệt của trời là như vậy. Rồi xuống dòng trang phục, trang sức đều là tịnh sắc, trang phục trang sức đều là tịnh sắc, thân thể cũng là thiên sắc. Trang phục trang sức đều là tịnh sắc, chỉ đến thân thể cũng là thiên sắc. Tức là về trang phục
đồ mặc, áo áo quần rồi trang sức rồi đeo rồi đó, đều là những cái sắc tuyệt vời, không những cái tịnh sắc, những cái sắc rất là đặc biệt. Và ngay cả thân thể cũng là thiên sắc luôn, một cái sắc của chư thiên chứ không phải sắc của nhân loại, khác đặc biệt đó. Rồi xuống dòng, thân thơm phức không hề có mùi quế trược, thân thơm phức không hề có mùi quế trược. À, tức là những vị tiên này là lúc nào cũng thơm phức, tôi không phải như có người mình, nếu mà mình có người mà không tắm vài ngày là bốc mùi, còn chư thiên thì không có, rất là lúc nào cũng thơm phức, tại vì đó là sắc tế, sắc rất là đặc biệt ha. Rồi xuống dòng, các cảnh khả ái trong cõi tam thập tam, các cảnh khả ái trong cõi tam thập tam, như cảnh khả ái trong vườn nanh đá, cảnh các cảnh khả ái trong cõi tam thập tam như cảnh khả ái trong vườn nanh đá là cảnh tuyệt diệu hơn hẳn các cảnh đẹp khác. À, tức là có cái cảnh khả ái, các cảnh khả ái trong cõi tam thập tam, à, có như cái cảnh là vườn nanh đá là cảnh tuyệt vời nhất, hơn hẳn tất cả những cảnh đẹp khác. À, bởi vì sao? Bởi vì khi mà những vị tiên nhân nào mà bị mà sắp có hiện tượng báo tử đó quý vị, sắp chết biểu hiện những hiện tượng đó, à, thì năm hiện tượng báo tử nó phát sanh đó, nó là giống như là chảy mồ hôi này kia nọ, đồ hào quang bị lưu thì phát sanh ra cái sự mà u bi đó, à, bị buồn sầu rầu, biết mình sắp chết. À, thì những vị này nếu mà đi vào cái vườn nanh đá này đó thì sẽ hết u bi, à, do nhờ cái sự mà, cái cảnh quá đẹp của cái vườn này, à, không còn bị cái trạng thái tâm u buồn nữa, à, cho nên, à, vì thế mà người ta nói rằng những loại những thiên nhân nào á, à, chưa đến được cái vườn này á, thì coi như chưa biết được cái lạc tối thắng của cõi tam thập tam thiên này. À, và cái đây là một cái vườn thuộc về có cái lạc đặc biệt tối thắng, nếu mà ai đang buồn sầu u lậu bi u bi là thì tới cái chỗ này thì sẽ trở nên là rất là tối thắng, à, rất là an lạc, giúp cho tâm trợ cho tâm mình được thoải mái trở lại, không còn bị sầu khổ nữa không. À, cho nên quý vị nào nhà có giường cây có này kia đó ha, chịu khó làm một cái giường giống như cái giường nanh đá đó, rất là đẹp, cây trái hương hoa thơm vân vân ha, để nếu mình có bị pháo gì đó cái mình ra cái giường đó cái nó mới hết, nó bớt đi phiền não ha. Bởi vì thường thường mấy người mà dân nhà giàu hay có những cái giường hoa giống như vậy ha, thì giống như cỡ như Nguyên Như ha, đại gia thì có nhà có giường ha, rồi giờ nên làm một cái giường đặc biệt riêng, à, có cây có bông hoa đồ, màu sắc đồ, ha, hương thơm là giúp cho được an lạc lúc đó mà tu tập thì thôi số một luôn ha. À, thì như vậy cái vườn nanh đá này đó là cái vườn đặc biệt. À, nếu mà những vị thiên dân nào mà chưa từng tới chỗ này thì coi như là chưa có biết được cái cõi cái sự mà đặc biệt tối thắng của cõi trời tam thập tam thiên. À, cho nên những vị trời mà muốn biết được giống như là mình ở Mỹ mà không tới được, không biết được New York thì chưa phải là người Mỹ đó. Mỹ hay nói Mỹ mà chưa tới được New York thì chưa phải là người Mỹ. Có những cái dành như chỗ đặc biệt đó vậy. À, nhưng mà giờ thua rồi, giờ New York giờ thành ổ bệnh rồi, nên hết là hết đẹp rồi. Xuống dòng, à, rượu trời, à, xuống dòng gặp tôi dòng rượu trời, mà quá là gì hết sầu u thôi, chết vẫn chết, thay vì phải sầu u chết, nhưng mà giờ nó giả hết bị sầu u, nhưng mà hết hết phước hết tuổi thọ rồi cũng chết thôi, nhưng mà chết trong tâm trạng được an lạc nó khác hơn là mình chết trong tâm trạng sầu bi. À, giống như giờ mình đang sầu bi đó, à,
thấy ra vườn hoa và ngắm thấy tâm an lạc lại xong cái là lên đường trong tâm tâm an lạc nó hạnh phúc hơn chứ, nó được nó đặc biệt cái đó. Rồi rượu trời là những cái tựa đề tiếp đó, rượu trời hai chấm. Là trên của trời có rượu như vậy chứ không phải không có nè. Rượu trời. Ghi chưa? Ghi lại đi, ghi rượu trời hoa, ghi hoa lên. Đúng rồi đó. Trong vườn chích tá lát ta. Chích tá là tâm á. Trong vườn chích tá lát ta. Trong vườn chích tá lát ta. Có dây leo tên là Asawati. Trong vườn chích tá lát ta. Lát ta một chữ T thôi. Lát ta, ta là âm dài. Ta có dấu quyền. Trong vườn chích tá lát ta. Có dây leo tên là Asawati. Chích tá ta. Có dây leo tên là Asa. Hai trường âm Asawati. Làm vậy viết ra liền ha. Có gì leo từ Asawati. Đúng rồi đó. Như viết đúng rồi đó. Là Asawati. Wati. Asawati một chữ T thôi, chữ Y có dấu quyền. Viết theo chữ nguyên như đúng á. Asawati. Có dây leo tên là Asawati. Một ngàn năm ở cõi tam thập tam mới có trái một lần. Một ngàn năm ở cõi tam thập tam mới có trái một lần. Một ngàn năm ở cõi tam thập tam mới có trái một lần. Bên trong là nước. Bên trong là nước. Bên trong là nước. Gọi là thiên thủy hay trụ trời của cõi tam thập tam. Gọi là thiên thủy hay trụ trời của cõi tam thập tam. Chấm. Tức là ở trong cái giường mà chích tá lát ta nó có cái dây leo đó, cái dây leo tên là Asawati, là cái cây dây leo đó, một ngàn năm nó mới có trái một lần ha. À, mà khi mà nó có trái thì bên trong cái trái đó là nước, và cái nước nó được gọi là thiên thủy hay là rượu trời trên cõi tam thập tam. Rồi chương dòng, vị thiên nào uống nước ấy, vị thiên nào uống nước ấy sẽ khiến cho say xưa. Vị thiên nào uống nước ấy sẽ khiến cho say xưa. Thần lực của loại nước ấy, thần lực của loại nước ấy làm cho ngủ suốt thời gian là 4 tháng mới hết say. Thần lực của loại nước ấy làm cho ngủ suốt thời gian là 4 tháng mới hết say. À, tức là uống cái rượu trời này vô đó, không phải như mình đó, mình mọi người say chút hết, còn này nó say luôn cả 4 tháng luôn. Xỉn 4 tháng trời luôn ha, mới hết say. À, đây gọi là rượu trời. À, là, như vậy là chúng ta biết là trên cõi trời á, trong cái vườn đó có cái trái đó, cái trái đó là có nước trong, được là cái loại thiên thủy. Mà nước này nếu mà uống vô là xỉn luôn ha. Xỉn là xỉn là 4 tháng mới tỉnh lại ha. À, thì gọi là rượu trời luôn đó. Gì vậy?
nó về trụ trời. Rồi mình giờ mình xuống mình ghi là khoảng cách hai chấm, khoảng cách hai chấm thì có ưu điểm đó, ưu điểm uống vô xỉn luôn á. uống vô xỉn 4 tháng luôn. Khoảng cách hai chấm, cõi tam thập tam, cách cõi tứ thiên vương, cõi tam thập tam, cách cõi tứ thiên vương, 42.000 do tình, cõi tam thập tam, cách cõi tứ thiên vương, 42.000 do tình. Phải. Cách cõi người, 84.000 do tình. 84.000 do từ. À, thì cái đó là nói về cái mức độ xa của từ cõi người mình tới cõi Đạo Lợi là 84.000 do từ, rất là xa, không thể nào mình đi được. Rồi từ xuống dòng ha, từ cõi này trở lên, tức là từ cõi trời trên đỉnh núi Tu Di đó, cõi trời Đạo Lợi trở lên là hư không. À, từ cõi này trở lên là hư không, toàn là hư không không. Rồi xin dòng ha. Rồi mình ghi là có hai hạng chư thiên, có hai hạng, có hai hạng chư thiên khỏi Đạo Lợi này đó, tức là có hai hạng thiên. Hai hạng chư thiên. Rồi, copy này. Dòng một là địa cư thiên. Địa cư thiên. À, là phum mát thát đề quát tà. Địa cư thiên. Là những vị chư thiên có thiên cung trên mặt đất. Là những vị chư thiên có thiên cung trên mặt đất. Phải. Đức Đế Thích và 32 vị trời sống ở đây. Là địa cư thiên. Là những vị chư thiên có thiên cung trên mặt đất. Đức Đế Thích và 32 vị trời sống ở đây. Đức Đế Thích và 32 vị trời sống ở đây. Là thảo địa cư thiên. Rồi, đó là địa cư thiên ha. Và số 2 là không cư thiên. Hay là không cư thiên. Không cư thiên. Có cái chữ Bali đó. À, ca sách thá đề quá tà. Không cư thiên. Là những vị chư thiên có thiên cung lơ lửng trên khoảng hư không. Là những vị chư thiên có thiên cung lơ lửng trên khoảng hư không. Là những vị chư thiên có thiên cung lơ lửng trên khoảng hư không.
giữa đỉnh núi Tu Di với núi Chakkavala. Giữa đỉnh núi Tu Di với núi Chakkavala. Tu Di Sineru với núi Chakkavala ở dưới khoảng giữa hư không. À, là có cái được gọi là không cơ thiên, tức là có thiên cung lơ lửng bay lơ lửng trên đó. Là đặc biệt ở cõi đời có những cái tòa thiên cung mà không cần phải nương dựa nằm đất, sống trên hư không luôn. Rồi đúng rồi đó. Rồi xuống dòng đánh cái vòng dòng nữa. Còn rất nhiều tòa thiên cung bỏ trống. Còn rất nhiều tòa thiên cung bỏ trống. Thì như em thấy là trên cõi trời đạo loại này rất là nhiều thiên cung được hiện ra ha, mà nhiều thiên cung bỏ trống đó. Chờ cho quý vị lên đó, mỗi người được một cái. Ai làm phước nhiều lên đó. Như là giờ ai làm thư ký viết Bali, viết Phật pháp nha, thì sanh về có một cái tòa thiên cung đó. Ai làm MC cũng có cái thiên cung MC trên đó. Cô Nhật Quỳnh có con gái, ai đọc Bali giỏi lên mỗi người con gái hết. Đăng ký sẵn cái gì đăng ký được lấy sổ đỏ lên đó có được cái nhà. Rồi sử dụng tuổi thọ hai chấm 1000 năm tuổi. Tuổi thọ hai chấm 1000 năm tuổi. Yeah. Nam thầy nam thiên nam thiên nữ gì cũng có, từ thọ ngàn năm tuổi. Rồi một ngày đêm bằng 100 năm cõi nhân loại. Tứ thiên dương thì có 50 ha, mà ở đây cõi đạo loại thì một ngày đêm bằng 100 năm cõi nhân loại. Rồi 365 ngày thì mình nhân cho 100 năm. 365 ngày của trời là nhân cho 100 năm thì bằng là 36.500 năm. Tức là một năm của trời bằng 36.500 năm con người. Ba trăm sáu mươi lăm ngày nhân 100 bằng 36.500 năm. Rồi 1000 năm á, thì 1000 mình nhân cho 36.500, 1000 nhân cho 36.500 thì bằng 36.500.000 năm. À. Đâu có là chưa chắc. Nam thành nam nhân, nữ thành nữ chưa chắc, tùy theo phước. Có khi nữ sanh lên làm nam, nam sanh làm nữ, cũng đâu biết được. Chẳng hạn như anh nam mà hơi hẹo giúp người sanh lên đó làm nữ. Nữ nào có mạnh giúp người sanh lên làm nam. Nó tùy theo cái phước của người, mình cũng đâu biết được là nhiều đó. Nghiệp phước bất quả từ nghì, khó bàn. Được chưa? 1000 năm thì mình ra thành là 30, nhân 36.500 thành 36.500.000 năm. Trên cõi trời là bằng 1000 năm, đó bằng 36.500.000 năm của người đó. Và cái tuổi thọ khủng khiếp, tuổi thọ gọi nó rất là khủng khiếp ha. Rồi cái phần cuối cùng ha, phần cuối cùng là người muốn trở thành đế thích phải hội đủ 7 pháp hai chấm. Người muốn trở thành đế thích phải hội đủ 7 pháp. Người muốn trở thành đế thích phải hội đủ 7 pháp. Rồi, bỏ xuống cái gì thấy không vậy? Được không? Hello.
được ha, hình như lên được đó, được ha. Rồi, tức là người thấy muốn trở thành đế thích á, thì phải có đủ bảy pháp này. Thứ nhất là phải biết nuôi dưỡng cha mẹ, phải biết nuôi dưỡng có hiếu với cha với mẹ là mới là một cái pháp thứ nhất. Thứ hai là phải tôn kính những cái bậc trưởng thượng trong gia tộc của mình, những bậc lớn trưởng thượng mà phải có sự tôn kính, sự kính trọng chứ không phải là mình coi thường người ta. Thứ ba là phải có lời nói cam ngôn dịu ngọt, nói những lời là tốt đẹp, nói những lời êm ái phải là thứ ba. Và thứ tư là không bao giờ có cái sự nói đâm thọc, tức là nói thọc đầu này quậy đầu kia ha, nói lời chia rẽ đâm thọc, không có, là không nói lời đâm thọc. Không bỏng sẻn, thứ năm là không có bỏng sẻn, là luôn luôn có bàn tay rộng mở mà không có bỏng sẻn. Ai muốn làm đế thích là phải có những pháp này. Và thứ sáu là có sự chân thật, là không bao giờ nói dối nói xạo, là phải luôn luôn có sự chân thật. Không có chân thật là coi như xong. Và thứ bảy là chế ngự được tâm sân hận. Giờ ai chọc mình sân, ai làm gì cho mình bực bội thì mình phải chế ngự được, chế ngự được cái tâm sân hận. Chứ thôi là sân là dễ lắm, cái tâm sân mình ai nói đụng tới mình chuyện nhỏ rồi mình nói cái là kia là gì, nói tam bành lục đặc nói tâm sân lên. Thật là muốn trở thành đế thích phải hội đủ bảy cái yếu tố này mới trở thành đế thích được, chứ không phải dễ. Và cho nên một vị trời đế thích phước báo của ông cũng dữ dằn lắm. Nhưng nội hiếu thảo với cha mẹ, luôn luôn nuôi dưỡng cha mẹ, mẹ có già, cha có già yếu, cái nào cũng luôn luôn phục vụ cho cha mẹ, không có một lời là nặng lời nặng nhẹ này kia ha, mà không bao giờ có mới làm đế thích được. Phải tôn kính những người lớn tuổi hơn mình, những bậc trưởng thượng trong gia tộc, và luôn luôn có lời nói ngọt, lời nói ái ngữ, không bao giờ nói đâm thọc chia rẽ, không bao giờ có cái trạng thái tâm keo kiệt bỏng sẻn, không biết giúp đỡ những người thế cô ha, luôn luôn có tâm rộng mở, và có một sự chân thật, và luôn chế ngự được tâm chân. Gì vậy? 5.000 năm, đừng không thua vậy. Thế là 36.000 năm, 500.000 năm. Có người mình tiêu trước thôi, có người mình tiêu, có người là cõi thấp nhất rồi, cái tuổi thọ yếu nhất. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong cái phần cõi đau lợi, để chúng ta biết được tất cả những cái chi tiết trên cái cõi đời đau lợi là như thế nào một cách chi tiết ha, rõ ràng, bởi vì đã có được những cái sự hiểu biết rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Rồi, do phước báo mà chúng ta học này cũng vừa phải lẽ, do phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Rồi xin mời MC. Sa thú, sa thú. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng học hiểu, và sẽ tạo dư phước báo để cho được an lạc ngay đây này và kiếp khai sinh. Một lần nữa Nhật Quỳnh kính cảm ơn, thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để chúc phúc cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt Tà Măng Ghê Nà Vạn Đê Hăng Ba Đà Phạn Sơn Và Bụt Tà Măng Bụt Thệ Dơ Khá Lý Tổ Đơ Sơ Bụt Thô Khả Mà Tù Tăng Mà Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ bi trần dây chân Đức Phật là Đấng Chi Tôn Chỉ Thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Bụt Tà Măng Ghê Nà Vạn Đê Hăng Thầm Mạnh Chà Đư Vì Thăng Và Răng Thầm Mê Dơ Khá Đi Âu Đô Sơ Thầm Mơ Khả Mà Tù Tăng Mà Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
Cúi xin pháp bảo sắc tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng sanh khanh chật du vi thoát tâm ăn sanh khê do khai lý tạo đâu sau sanh khô cầm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phẩm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắc tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúc phúc cho rơm chúng con tròn đủ phước báo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh ngài ạ. Dạ, đạo tràng có thấy được tín hiệu của ngài Trí Đức không quý vị? Máy của Nhật Quỳnh đôi lúc nó dởm lắm, nhớ khi ngài cho tín hiệu mà không thấy. Dạ, đạo tràng có thấy không? Cho Nguyễn không thấy luôn hả? Rồi, vậy là ngài bận việc ở dưới chùa rồi. Dạ, cảm ơn một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh kính, cũng như cảm ơn cho Nguyễn rất là nhiều đã phát bài cho đạo tràng nhìn thấy rõ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng ạ. Không có ngài thì mà huynh kinh thì cũng đã chúc phúc rồi. Dạ, xin quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng qua phước đã tạo được. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ đề quá ta sanh ti bi ha ra qua xí ni thụ bề khà rệ bơ thi khà rệ ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tứ bồ chi ta sa thình ca rợn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ta cha mạch cha na qua ca cha pịch ca vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tứ tê cha ra bu cha ye bi cha an đa sam pa qua san se đa cha ta a tha vô ba ba thi ca nêu già ni căn thầm ma qua răng ma tích cha tê sập bê bi đuốc hà sa ca rôn tư sang khai văn hà tư chi răng cha tặng thầm mô thầm ma thà ra cha phục khá la sẵn gô hô tư sa mắc gô và a ta cha cha hê ta và cha ẩm hê ra ca tư sạch thầm mô sập bê bi thầm ma cha đi nở vô thinh sâm ba bù nảy ra ma thầm ma đi dập và quê đi tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội hợp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nào phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lăng, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bươn lõi không lường, đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên thành, đặng mà dứt khổ truyền đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong sơn Phật giáo năm truyền, nhất là nhà của Huynh Kinh,
cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tăng đức pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dừng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng buôn nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu. Y đăng buôn nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu. Y đăng buôn nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và huynh kinh quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cho chúng con được học dị chư pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc huynh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình con phục vụ Rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhục bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, nhục bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để về kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Kính chào tạm biệt đạo tràng, và Nhật Quỳnh cũng kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu qua đạo tràng. Nhật Quỳnh không có chào được nha, Nhật Quỳnh học di diệu pháp nữa, cái đầu nó ngu quá nên nó không có chào ai được hết nha. Kính mong quý vị hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì con xin phép được xuống mít ạ. Sampayogo dukho